từ Việt Nam sang, chung tay cùng thầy đem tiếng Việt đến với trẻ em gốc Việt ở đây. Dạ, tới từ từ với bà giám đốc trường ngôn ngữ Dương Minh, 132 Phan Đăng Lưu, Phú Nhuận, có cho tôi 3 lần tiền là cũng gần 100 triệu tôi mới làm được cái nhà ăn và nhà sân chơi tiếp khách đó. Đến năm 2011 thì quân khu 7 quân đội nhân dân Nam có cho 2 trường này. Dạ, 2 trường này thì còn có 6 phòng học. Một phòng thì tôi chứa nhà máy lọc nước, còn 5 phòng để dạy. Thì dạy 5 lớp Việt Nam, 1 lớp chữ Campuchia và buổi chiều. Ngoài thầy Luân, trung tâm giáo dục và nuôi dưỡng trẻ em nghèo biển hồ Campuchia, còn có một số thầy cô giáo khác từ Việt Nam sang. Họ đều có chung một mối rung cảm khi lần đầu tiên đến thăm nơi này và cùng chung lý tưởng mang con chữ đến với con em gốc Việt trên biển hồ. Cô Kim, con dâu của thầy Tư, cũng là một trong những giáo viên tình nguyện của trung tâm này. Từ tâm nguyện của ba chồng, cô đã đến đây để gieo mầm kiến thức, giúp các em nhỏ ở đây có được cơ hội học hành. Theo hai chồng qua đây theo ba, phụ ba dạy luôn, tại ba cũng lớn tuổi rồi. Dạ, em ở đây thì dạy, nói vô theo giáo trình ở Việt Nam, toán, rồi tập viết. Rồi cũng vẽ mỹ thuật, rồi em cũng dạy múa cho mấy em nữa. Mỗi lần có văn nghệ gì đó, hay là khai giảng gì đó, cho mấy em lên ca hát múa. Không chỉ dạy chữ cho các em nhỏ, cô Kim cũng dạy các em cách kết những giỏ hoa văn đầy màu sắc. Bởi cô hiểu được rằng, sau khi học xong lớp 5, hầu hết các em sẽ không có cơ hội được học lên cao hơn nữa. Các em sẽ lại trở về với gia đình, phụ giúp cha mẹ để mưu sinh kiếm sống. Cô Kim mong mỏi rằng các em sẽ học được nghề mới và kiếm thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống gia đình của các em ở đây. Nói vô ở đây thì em cũng hay dạy cho mấy em kết cườm. Có kết cườm nữa mà tại nay không lấy ra. Kết cườm rồi làm bông đặng dụ nữa, sau này mấy em có làm cái đó kiếm tiền thì cũng được. Đối với những người lái đò trên dòng sông tri thức ở biển hồ Tôn Sáp thì dạy học cho các em nhỏ ở đây là niềm vui, là hạnh phúc. Mặc dù điều kiện của trường rất khó khăn, vất vả, đồng lương lúc có, lúc không, nhưng chỉ cần các cô cậu học trò nhỏ của thầy cô năng học hành, biết con chữ, biết đến đạo nghĩa làm người, đã là món quà vô giá mà không một món tiền nào có thể mua được. Cái điều mình muốn nhất là ở đây thì để làm sao cho bà con mình thoát được cái cảnh mù chữ. Thì dù sao là biết chữ đi đâu thì làm ăn cũng dễ hơn ở đây. Nói vô á, người dân ở đây á, thì rất là khổ. Cũng đôi lúc nói không mấy đứa, chừng nào cô về luôn á, thì á, em nào có đi theo cô á, thì cô dắt về dưới, cô xin cho việc làm, ở chung với cô. Tại vì mình ở đây mà mình về luôn là ở đây mấy em buồn, không đi học, rồi cũng không có làm gì hết trơn. Ở vòng vòng tới ngày quay vòng vòng nhà vậy thôi. Cha mẹ cũng vậy. Đi đánh bắt cá thì ví dụ đủ ăn vậy thôi, chứ cô không có dư đâu. Tấm lòng của những người đưa chuyến đò tri thức đến biển hồ
đã khơi gợi tình yêu với tiếng Việt, với sách vở trong lòng trẻ em gốc Việt ở đây. Và ân tình ấy sẽ là ngọn đèn thắp sáng lối đi mới cho các em. Thầy cô rất là thương cháu và đều thương tất cả mấy bạn ở đây. Cháu đến trường cháu được ngồi ăn cơm chung với mấy bạn, được vui chơi cùng mấy bạn. Dạ, con thấy ở trường con chơi thân với mấy bạn rất vui. Dạ, con muốn học biết chữ. Thì con rất muốn cảm ơn thầy cô vì đã giúp con biết học biết chữ và còn mang cho con thêm bữa ăn. Không chỉ dạy các em có được chữ nghĩa mà trung tâm còn nỗ lực để lo từng bữa cơm cho các em khi đến học. Bữa cơm đạm bạc nhưng đậm nghĩa tình của thầy cô ở đây, cũng như biết bao nhà hảo tâm đã đến thăm và quyên góp. Như ông cha ta vẫn thường nhắc nhở nhau, bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàng. Câu ca dao ấy của người Việt bao đời nay vẫn luôn luôn đúng và sẽ theo mãi dấu chân người con đất Việt cho dù ở bất cứ nơi đâu.